Học giỏi không có nghĩa là làm việc giỏi. Lê Diệp Kiều Trang. Theo Lê Diệp Kiều Trang, nhiều sinh viên giỏi ra trường đã không thể trở thành những thủ lĩnh giỏi, mà phải nhường vị trí này cho những người bạn có chuyên môn không mạnh bằng nhưng có thể tập hợp nhiều người giỏi. Lê Diệp Kiều Trang sinh năm 1980, là cựu học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, cô đỗ thủ khoa vào ngôi trường này và đồng thời cũng là thủ khoa đầu ra của trường. Tốt nghiệp cấp 3, Kiều Trang giành những suất học bổng lớn ở các trường đại học danh giá nhất thế giới như Oxford, Anh, Học viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ. Năm 1998, Diệp Trang nhận được học bổng học dự bị đại học 2 năm tại Anh. Đến năm 2000, cô gái này giành được học bổng tại Đại học Oxford, Anh. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế và quản trị, Trang tiếp tục giành học bổng thạc sĩ và tiếp tục tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ kinh doanh tại Mỹ. Lê Diệp Kiều Trang đã từng có rất nhiều chia sẻ về giáo dục, về học hành, về tuổi trẻ và việc khám phá ra đam mê thực sự của bản thân mình. Mấy đứa học giỏi thường ra đời không thành công bằng người ta là nỗi ám ảnh của không ít học trò giỏi khi sắp ra trường. Tôi cho rằng người thành công thì không nên để mình nghèo, nhưng đừng gói gọn ước mơ của mình chỉ trong hai chữ làm giàu. Hãy sống một cuộc sống tham vọng hơn cả hai chữ làm giàu đó. Cuộc sống cần có nhiều người với những khả năng khác nhau. Mỗi người sẽ ngồi vào vị trí khác nhau và thành công theo cách của riêng mình. Vậy nên điều quan trọng là các bạn hãy thật trung thực với năng lực của mình. Hãy đừng vì niềm ngưỡng mộ tài năng của người khác mà bắt mình phải đánh đổi cuộc sống vốn không dành cho mình. Ở Việt Nam, rất nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn đều xuất thân từ nhóm học sinh ưu tú được nhận học bổng đi du học ở những nước phát triển. Nhưng thước đo thành công không chỉ là giàu. Những bác sĩ đầu ngành, những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu giỏi đều xuất thân từ khối trường chuyên lớp chọn. Để làm việc hiệu quả, thành công, IQ cũng chỉ là một phần. Vì vậy không có nghĩa là ai thông minh, học giỏi thì sẽ thành công. Những người học giỏi ít nhất là có một vài lợi thế nhất định. Ví dụ, khi bắt đầu đi làm, sinh viên giỏi ít nhất sẽ là người có kiến thức vững vàng hơn và có khả năng tư duy sáng tạo tốt hơn. Học giỏi không có nghĩa là sẽ làm việc giỏi. Nếu chỉ lo tập trung cho chuyên môn mà coi nhẹ thu thập kỹ năng xã hội thì khó lòng có thể vươn lên làm lãnh đạo. Nhiều sinh viên giỏi ra trường đã không thể trở thành thủ lĩnh giỏi mà phải nhường vị trí này cho những bạn có chuyên môn không mạnh nhưng có thể tập hợp được nhiều người giỏi. Rất nhiều học trò giỏi trong môi trường giáo dục ở Việt Nam thường được gọi là người giỏi thụ động, chỉ có khả năng trình bày lại những kiến thức được học một cách đầy đủ nhất chứ không có khả năng ứng dụng kiến thức được học để phân tích, giải quyết một vấn đề thực tế hoặc sáng tạo ra sản phẩm, tìm ra nguyên lý mới. Rất ít người thần tượng những nhân vật khác như mẹ Teresa hay nhà khoa học Stephen Hawking. Điều này phản ánh hết sức chân thật động lực của giới trẻ nằm ở ước mơ làm giàu. Tuy rằng là không sai, nhưng còn khá hạn hẹp và có thể chính điều này vô tình cản trở các bạn vươn đến ước mơ làm giàu. Ước mơ làm giàu là không sai, nhưng thường không đủ mạnh để đưa họ đi xa. Ngược lại, những ước mơ trong sáng nhất dành cho khoa học, công nghệ làm thay đổi thế giới như Tesla, Apple sẽ vượt qua được mọi giới hạn của sức tưởng tượng, của không gian và thời gian đẩy nhân loại đi về phía trước. Việt Nam sẽ không bao giờ có thể giàu mạnh được nếu giới trẻ chỉ ngưỡng mộ vào những nhân vật hào nhoáng trong phim Hàn Quốc Những Người Thừa Kế, The Hay. Theo Lê Diệp Kiều Trang, từ kênh 14.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin.